Võ Lâm Truyền Kỳ, cây cổ thụ trong làng game kiếm hiệp nhập vai Việt Nam. Đã trải qua hơn 17 năm tồn tại và phát triển, Võ Lâm vẫn là một người bạn tâm giao tri kỷ, một ký ức không thể nào quên của biết bao game thủ Việt. Nếu có một vé trở về tuổi thơ, chắc hẳn ai cũng muốn được thêm một lần nữa cầm chuột kích vào từng con heo trắng ở Bà Lằng huyện, đánh cọc gỗ học khinh công ở ông già võ sư, hay cầm năm độc chạy nhím mỗi lần ỉ ven, hay có lúc ngồi làm giã tẩu miệt mài đến mức cả ngày vẫn chưa xong. Và còn biết bao nhiêu kỷ niệm mà có lẽ những ông bố bà mẹ của những năm 2022 sẽ không còn nhớ hết. 17 năm, Võ Lâm đã trải qua nhiều thăng trầm và cũng nhiều phiên bản đã ra đời. Nhớ lại chuyện xưa, công thành chiến, sơn hà xã tắc, tình nghĩa giang hồ, phong hòa liên thành, hùng bá thiên hạ, thất thành đại chiến, phòng vân tái khởi. Nhưng chắc chắn phiên bản đọng lại nhiều cảm xúc nhất chính là phiên bản công thành chiến và sơn hà xã tắc. Khi mà Võ Lâm còn mới mẻ, còn quá nhiều lạ lẫm để chúng ta khám phá tìm tòi. Nhậm vụ giã tàu, nhậm vụ lòng ngũ, rồi tình thầy trò Võ Lâm, hào hứng mỗi lần phục mệnh. Những món trang bị xanh huyền thoại luôn là ký ức tuyệt vời với từng game thủ. 17 năm, những anh chàng cô nàng của những ngày tháng hoàng kim Võ Lâm ấy cũng đã già đi theo từng nhiệm vụ, theo từng món trang bị. Cuộc sống cơm máu gạo tiền đã lấy đi của họ biết bao miền ký ức. Thời gian chăm lo cho gia đình đã làm cho họ không còn nhiều thời gian để ngồi trên máy dõi theo từng bước chân của nhân vật. Võ Lâm thì vẫn còn đó, người của ngày xưa vẫn còn đây. Họ cũng muốn quay lại nhưng không biết tìm đâu ra một phiên bản Võ Lâm phù hợp với mình mà vẫn phải đậm chất của Võ Lâm ngày xưa. Vẫn trang bị xanh, an bàng định quốc, vẫn được sống lại cảm giác mỗi người một đạc tay đi săn bót, tống kim hay công thành chiến. Phiên bản công thành chiến xưa đã ra đời với sứ mệnh của một chiếc vé trở về tuổi thơ, sứ mệnh của sự thấu hiểu, không quá khắc nghiệt về thời gian, không màu mè hoa lá cành, nhưng cái cốt của Võ Lâm 17 năm luôn gắn liền với từng bước đi của nhân sĩ. Cộng đồng game thủ Việt hân hoan và dành cho phiên bản này tình cảm rất lớn và niềm vui nhân lên khi biết được ngày 14 tháng 10 năm 2022, Võ Lâm công thành chiến xưa tiếp tục ra mắt server thứ 8 với cái tên vô cùng hoài niệm, Phật Sơn Ký Sử. Hàng ngàn game thủ đã đổ về chung vui khi server Open Beta. Gần 30 bang hội quỳ tụ với mong muốn gây dựng lại giang sơn, ôn lại dĩ vãng xa xưa. Những tấm vé quay về thời hoàng kim của Võ Lâm vẫn được ban quản trị phát hành phiên bản công thành chiến xưa đặt nhiều tâm tư tình cảm và tâm huyết. Chính vì vậy mà cộng đồng ngày càng lớn, sân chơi ngày càng đông vui và được sự ủng hộ rất nhiệt tình của các game thủ. Những ngày tháng huy hoàng của Võ Lâm thật sự đang sống lại, vẫn kiểu diễm và vẫn đẹp đẽ như ngày nào.